Fears to Fathom, series game kinh dị indie góc nhìn thứ nhất được phát triển độc lập dưới tay Rayll, thanh niên sống tại New Delhi, Ấn Độ, vừa ra mắt tập 2 mang tên Norwood Hitchhike. Tựa game như nối tiếp sự thành công trong cộng đồng game kinh dị indie nhờ phần chơi trước Home Alone cực nổi tiếng. Tất cả những câu chuyện được kể trong Fears to Fathom đều là câu chuyện có thật do những người còn sống kể lại. Đó lại càng là lý do khiến cho tựa game trở nên chân thực và đáng sợ đến run cả mình. Nào, lại là một game kinh dị nữa mà Tâm phân tích. Hãy cùng Tâm tìm hiểu phần cốt truyện của tựa game nhé. Cảnh báo này, đây là video nặng tính spoiler nên nếu bạn muốn trải nghiệm tựa game free trên Steam này thì hãy tắt ngay video này đi nha. Trước khi xem cũng đừng quên like và subscribe cho GAMECO. Giờ thì sẵn sàng chưa? Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây 2 năm về trước của một cô gái hiện tại 21 tuổi. Cô vốn là người thích game, vậy nên cô thích tham gia vào các hội nghị trò chơi điện tử để gặp gỡ và giao lưu, hơn nữa là để gặp những người bạn online quen trước đó. Tuy vậy, để tham gia vào những hội nghị như vậy thì cô sẽ phải đi rất xa, đi xuyên bang. Về máy bay thì quá đắt nên xe ô tô là giải pháp tiết kiệm nhất, nhưng cô mất tận 12 tiếng để về nhà. Và đó là 12 tiếng đáng sợ nhất trong cuộc đời của Holly Gardner. Bố của Holly hoàn toàn không đồng ý với việc con gái mình tự ý lấy xe ô tô để đi xa như vậy, nhưng ông vẫn rất nhẹ nhàng với con gái, chỉ động viên cô và dặn lái xe cẩn thận, về nhà sẽ nói chuyện. Y như những câu chuyện ma kinh điển, vì một lý do nào đấy nhân vật chính sẽ buộc phải ở trong tình thế nguy hiểm, đơn độc thì ở đây, Holly Gardner đang gặp phải tình cảnh tương tự. Con đường quốc lộ đi thẳng từ hội nghị về nhà đã chật cứng nên cô phải chọn con đường vắng người để đi. Đi được một lúc, xe hết xăng, Holly dừng lại ở một trạm xăng bên đường, nhân tiện ghé vào khu siêu thị nhỏ để mua đồ. Con đường mà Holly đang đi dẫn đến Norwood Valley, một vùng đất đầy rẫy những điều kỳ quái với những truyền thuyết rợn tóc gáy. Người thu ngân của siêu thị kia kể lại cho Holly rằng những người đi đến thung lũng Norwood vào buổi đêm như vậy thường mất tích không rõ nguyên nhân. Và tất nhiên, những ai cố đi tìm những người bị mất tích cũng sẽ chịu chung số phận. Người dân ở đây cho rằng quái vật từ thung lũng Norwood đã xé toạc thân thể của họ để treo ngược lên các cành cây. Câu chuyện rùng rợn được tiếp tục qua lời kể của anh nhân viên thu ngân... nhiều chuyện thế. Anh ta dặn rằng nếu có nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng hoặc xanh cố gắng đi nhờ xe thì nhất quyết không được mở cửa mà hãy nhấn chân ga chạy thật nhanh. Tương truyền rằng người phụ nữ đó từng thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi sau buổi vũ hội. Có người lại cho rằng cô ấy muốn trả thù cho kẻ đã từng giết mạng cô. Bỏ câu chuyện rùng rợn sang một bên, Holly lại lên đường, vượt qua cây cầu màu đỏ rồi bị hai cây gỗ to đùng chặn ngang giữa đường. Thật kỳ lạ, không tự nhiên mà có hẳn hai thân gỗ chặn giữa đường như vậy, mà nhất là con đường này còn vắng người qua lại. Tâm nghĩ chắc chắn là có người đã đặt ở đây. Sau đó, Holly buộc phải xuống xe, dùng hết sức lực kê gỗ ra để tiếp tục di chuyển. Tuy vậy, bước lên xe, cô phát hiện ra chiếc xe đã bị hỏng từ lúc nào không rõ nguyên do. Radio thì phát ra tiếng rè kỳ quái, điện thoại thì lại không có sóng. Holly buộc phải ở trong tình thế khó khăn nhất và khi đó, câu chuyện kinh dị thực sự đến với cô. Chính Holly là người phải bắt xe bên đường để có thể trở về nhà, chứ không phải cô gái mặc váy nào hết. Bạn đi một lúc đợi xe thì cuối cùng nhân vật chính cũng bắt gặp một tấm lòng hảo tâm. Không ai khác chính là ông khách bắt gặp ở siêu thị vừa rồi. Khác với anh thu ngân nhiều chuyện thì anh trai này có hỏi cũng chẳng nói chẳng rằng. Tuy vậy vẫn nhớ rõ Holly là ai nên đã sẵn sàng cứu giúp. Anh ta bóng gió rằng Holly là một cô gái dũng cảm, rằng chiếc xe bị hỏng rõ ràng là có thế lực gì đó, nhưng tốt nhất là cô không nên quan tâm. Một lúc sau, anh ta đưa Holly đến Norwood Motel nghỉ qua đêm. Ông chủ nhà trọ nói rằng cô không nên tạo ra tiếng động lớn trong phòng làm ảnh hưởng đến các vị khách xung quanh. Đến sáng mai sẽ có người đánh xe cô ra khỏi chỗ gửi. Holly nhận phòng, phát hiện ra giường trống trơn không có đệm. Mở cửa phòng tắm, cô nhìn thấy người phục vụ phòng. Rõ ràng, nhà trọ này làm ăn chẳng chuyên nghiệp gì cả. Phòng chưa dọn xong đã giao phòng cho khách. Holly thiếp đi một chút thì nhận ra có bóng người bên ngoài cửa sổ. Rùng rợn hơn nữa, bóng người đó đang nhìn thẳng vào cô. Cô choàng tỉnh giấc, ra ngoài và mua một ly cà phê. Ly cà phê mạnh hơn cô tưởng. khiến cô cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Cô liền chạy ngay về phòng và ngất lịm. Tỉnh giấc đã 3 giờ 18 phút sáng, Holly phát hiện ra ly cà phê của mình có chứa thuốc an thần nên mới bị choáng váng đến vậy. Cô cũng thấy trong phòng có rất nhiều tiếng kêu kỳ lạ. Một lúc sau đó, ông chủ nhà trọ gõ cửa và nhắc cô hãy trật tự. Holly hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng của mình và ai là người đã tạo ra những tiếng động khiến người ngoài nghe thấy. Mắt cô cũng đỏ lên thấy rõ mà không hiểu lý do tại sao. Điều này khiến Joe chú ý. Ông ta hỏi Holly tại sao và cô gái nói có lẽ là do uống cốc cà phê kia. Ông ta nói ở đây không có chiếc máy bán cà phê nào cả. Mà đúng thật, lúc sau ra kiểm tra thì chiếc máy đó không hề tồn tại. Ông ta yêu cầu Holly trở về phòng nhanh chóng. Dường như ông ta thấy điều gì đó sai sai. Có vẻ như có người thực sự đã đặt chiếc máy bán cà phê ở đó với mục đích bỏ mê khách ở trọ và sử dụng họ cho mục đích bất chính. Holly nghe theo lời Joe và quay trở về phòng ngủ. Lúc đó là nửa đêm, có một anh chàng lạ mặt đến trước cửa phòng cô gái và liên tục nói xin chào một cách nhỏ nhẹ. Anh ta liên tục yêu cầu Holly mở cửa, mặc cho cô gái từ chối, kể cả dọa gọi điện cho cảnh sát. Thậm chí anh ta còn đập cửa đòi vào bằng được. Holly nhanh chóng trốn vào tủ đựng quần áo. Lúc này, anh ta đã đột nhập được vào phòng của cô gái trẻ. Hắn ta tìm Holly khắp mọi nơi nhưng không thấy. Hắn chui vào phòng tắm để rồi ngay sau đó bị Joe tóm được. Thật may không có một vụ án mạng nào xảy ra, nhưng câu chuyện rùng rợn về một đêm mất ngủ tại nhà trọ Norwood sẽ là một bí ẩn không thể nào giải đáp. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Người quản lý nói rằng không nên để cho cảnh sát biết về vụ đột nhập vì điều này có thể làm ảnh hưởng tới uy tín nhà trọ và khuyên tôi nên để chuyện đó trôi qua đi. Tôi tin rằng thị trấn này có thể là nơi trú của một giáo phái hoặc một hội nhóm chuyên buôn bán ma túy, thậm chí còn có thể là điều gì đó tồi tệ hơn. Hóa ra tiếng động kỳ lạ trong phòng được tạo ra bởi một người đàn ông lạ mặt mặc đồ trắng trốn trong tủ quần áo. Dường như tất cả những bất trắc Holly gặp trên đường đều đã được sắp đặt, không phải do một thế lực siêu nhiên nào đó, từ hai khúc gỗ to đùng chắn đường cho đến chiếc máy bán cà phê tự động. Ngay cả lần hỏng xe của Holly, biết đâu chi tiết đó cũng được sắp đặt thì sao? Kẻ xấu hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian Holly rời xe ô tô để vào siêu thị, để thay đổi phụ tùng nào đó khiến cho radio bị hỏng, xe chết máy. Chỉ cần khi chiếc xe đó dừng lại, nó lại ngay lập tức bị chết máy. Cả ba người Holly gặp và nói chuyện, gồm anh thu ngân, ông khách hàng và ông chủ nhà trọ đều biết rõ về tổ chức tồn tại trong thị trấn Norwood. Đó là lý do anh thu ngân nói rằng Holly phải cẩn thận. Jason nói nếu Holly không làm phiền đến họ thì họ cũng sẽ không làm phiền đến Holly. Và Joe thì cư xử kỳ lạ khi Holly nói về chiếc máy bán cà phê. Cả ba người này biết nhưng không rõ họ là người của tổ chức này hay không. Họ không muốn Holly kể chuyện này ra ngoài vì sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của thị trấn. Tiếc thay, Holly lại kể câu chuyện này cho chúng ta mất rồi. Tâm cho rằng câu chuyện về hội nhóm đáng sợ này có liên quan đến vấn nạn sex trafficking, được dịch sát nghĩa là nạn trao đổi người với mục đích mại dâm. Ở Mỹ, hình thức này rất phổ biến ở các khách sạn, nhà trọ. Trùng hợp thay, bối cảnh của tựa game nằm tại thị trấn Norwood thuộc bang Massachusetts của Mỹ. Khách sạn và nhà nghỉ là hai địa điểm phổ biến của nạn buôn bán tình dục. Do người mua dễ tiếp cận, có thể thanh toán qua tiền mặt nên được đảm bảo tính bảo mật. Các khách sạn này chính là nơi thực hiện giao dịch, trong đó chủ đầu mối có thể là các chủ khách sạn, nhà trọ, còn nạn nhân là các cô gái còn trẻ, đi một mình và ở trong tình trạng đơn độc yếu đuối. Đó là lý do tên chủ nhà trọ Joe lại rất lúng túng khi Holly nghi hoặc về chiếc máy bán cà phê. Người đàn ông mặc áo trắng trong phòng có thể là người mua dâm. Khi biết mục tiêu của mình có thể bị bại lộ, Joe mới ra tay để cứu lấy Holly, đồng thời cũng không quên dặn cô không được tiết lộ sự việc nhằm đảm bảo đường dây mại dâm này vẫn sẽ chót lọt và ông chủ nhà trọ nằm ngoài vòng pháp luật. Và đó là tất cả phân tích của Tâm về cốt truyện của phần tiếp theo trong series game Fears to Fathom mang tên Norwood Hitchhike. Các bạn nghĩ sao về tựa game này? Có phân tích gì về các chi tiết trong tựa game thì đừng ngần ngại comment ở phía bên dưới cho Tâm biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn có một đêm ngủ ngon.